Rồi. Mệt ghê ha. Cái gì vậy? Chào Thành Nguyên, mến chào tất cả quý vị. Hôm nay Thành Nguyên và bạn Trấn Đức đang có mặt tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để tới thăm lại nhà bà Bình. Dạ thì cách đây có 2 hôm thôi quý vị, Thành Nguyên đã lên rồi nhưng mà Thành Nguyên lại vừa nhận thêm một số quà của một mạnh thường quân ở bên Mỹ gửi thuốc bổ và bánh kẹo này kia đó quý vị. Thì hôm nay Thành Nguyên trở lại đây để thăm lại bà. Thì Thành Nguyên cũng đang còn nghe bảo là bà có một tin mừng báo cho Thành Nguyên nữa. Thì không biết cái tin đó là gì. Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên và bạn Trấn Đức để vào thăm lại nhà bà nhé quý vị. Hello. Dạ, con chào bà. Hôm nay lại trở lại đây. Mới có 3 ngày ha, 2 ngày chứ. 2 ngày. Răng cũng được. Dạ. 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 Bà với chị lại đây cho em gửi cái số quà này cho bà này. Dạ. Nhưng mà cái này con phải dặn dò cho kỹ. Nhờ bạn Đức cầm giùm cho mình chút xíu nhỉ. Đây là cái hộp chocolate là ở ta gọi là sô cô la đó. Dạ. Còn đây là cái thuốc đau lưng. Dạ, thuốc đau lưng nghe bảo cũng tốt lắm. Cái này là có chị có ghi trên này rồi. Đây số quà này là của chị Diana Linh Phạm ở bên Mỹ đó. Còn cái thuốc này là glucosamine. Cái này là cũng trị xương khớp này. Dạ, 4 chai này. Dạ, 4 chai ha. Dạ. Cái này thì thuốc bổ chị Thức cũng uống được đó. Một ngày uống 1 viên nha. Nha, 1 ngày uống 1 viên này. Cái này là ghi tên này hết rồi này. Chị có biết đọc không? Cũng không học, hả? Bà đọc được không? Ba từ nhỏ là ba. Thì chết cha rồi làm sao? Thì mới đi ngủ nghỉ cả tâm nguyên chậu nó. À vậy rồi dạ dạ dạ. Dân dân là ba thì từ. Còn cái này là thuốc cảm này. Yeah. Nha. Là mỗi ngày là 3 viên. Nếu như có cảm cúm mỗi ngày 3 viên, một lần 1 viên nha. Không cảm thì thôi nha. Không cảm không uống cái thải lan nôn này. Dạ. Dạ. Và 2 chai dầu gió xanh này. Đây là dầu nóng để cho bà thoa bóp này. Đây dầu nóng nha. Đỡ đau lưng, đỡ đau khớp. Còn đây là giống như là cái Serapat của mình á. Cái mà để mà đau nhức đâu mình bóc ra để mà dán vào người ha. Dạ dạ. Dạ rồi. Đây cũng là dầu nóng luôn này. Đây là dầu nóng ha. Dạ dạ. Rồi hết rồi đó. Thì bây giờ như thế này. Cái thuốc mà thuốc nhức mỏi đau lưng cho bà đó là mỗi ngày 1 viên. Nha. Dạ dạ, cứ mỗi ngày 1 viên. Nhưng mà sau ăn. Dạ. Nhưng mà cái khi mà bà uống cái này xong đó thì mới uống mấy cái thuốc bổ này nha. Thấy người ta dặn như vậy chứ con cũng không có rõ. Dạ. Dạ. Uống cái thuốc này trước đi. Rồi sau hết từ này thuốc thì mình mới uống cái thuốc bổ này nha. Dạ, cái thuốc bổ này với cái thuốc bổ này này. Dạ. Dạ đây này. Bà thì là bà Bình nhưng mà chỉ ghi là bà Thìn. Con phải đính chính lại này. Được rồi, không can chứ cả. Với cái Thylenol này là thuốc cảm cúm này. Dầu nóng này.
Rồi đây cũng là dầu nóng xoa bóp luôn này. Rồi cái này là thuốc bổ một ngày một viên này. Rồi đây là thuốc xương khớp này. Calcium là thuốc canxi đó. Đó. Rồi hai chai dầu gió xanh này. Salapat để dán này. Rồi đây là thuốc đau lưng ha. Đây là tất cả cái món quà này là của chị Diana Linh Phạm ở bên Mỹ gửi tới cho bà. Ngoài ra đó thì con vừa mới nhận được lúc tối đây cho bà thêm 500 ngàn nữa, thôi con trao luôn đi cho nó nhẹ bụng. Đây 500 ngàn. Thì 500 ngàn này là của bánh mì bà Trung ở ngoài Lào Cai á. Có gửi cho bà ha. Ba cảm ơn hai con đấy ạ. Này, đây là cảm ơn rồi mà thầy nhá. Là ba cảm ơn là cả cái chị là cho ba thuộc đấy. Rồi là cái chị cho ba tiền đấy. Ba gì nói các con đừng cười chứ không đánh đồ này là để vừa bán được cũng như bà mà nó còn như vậy là cũng không dỡ được. Rồi là ba rất là cái cảm ơn. Là người hảo tâm rồi cháu ba đấy. Thì ba là xin cảm ơn là chúc là người đi làm mạnh khỏe, làm ăn phát đạt may mắn, lấy ba nên được nhờ nhiều. Ba xin cảm ơn rồi ba chứ nói nhiều ba không hiểu được mà ba không hiểu được hết nè. Này có ăn không, con không bóc ăn nha. Nha, bóc ăn nha. Đức cầm giùm cho mình chút xíu coi. Bà cầm tiền cho con nhé. Quang trở đất để trên đi. Để đây. Rồi. Lên cỡ rồi. Mệt ghê ha. Cái gì đấy? Mệt thiệt ha. Này. Lấy. Sao? Muốn sao? Bên đi hả? Bên đi hay là bên nữa? Mấy ngày đi trời ấy. Không sao. Dạ. Bà ơi. Dạ rồi. Rồi bà cất cùng mấy cái thuốc đó bà cũng cất luôn đi nha. Cất cái mấy cái thuốc này không ném vỡ ra rồi không được uống được bố này làm gì mà gây vậy, làm gì gây vậy hả? Bao kẹo ăn nha. Lại cái nở rồi lại cái ní đấy. Rồi cuối cùng là cái nào? Khổ ghê. Bao kẹo ăn nha.
bóc kẹo ăn nha. Hả? Hả? Làm cái gì ghê vậy? Không lấy cái nữa thì lấy cái ni này. Đây. Lại được cái lại cái nấy đấy. Ừ, rồi bà cất đi nha. Không thì không lại được lại cái nấy à. Đây. Lại đây. Này. Ở thế này, đây. Cái gì vậy? Thôi, không chơi nữa nha, không quạo nha. Làm gì ghê à? Làm gì mà ghê vậy? Đâu ai làm gì đâu. Thôi tôi chịu thua bà, tôi về. Ghê quá à? Đưa bánh đưa kẹo cho ăn mà cũng đòi đánh nữa. Mình không đây. 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 Ăn cây này. Tay cây nha. Dư lắm cũng không quảo nha. Thôi, có ăn cây này không? Ừ. Thôi ra đi liệt rồi đó. Dạ, mệt rồi ha. Dư rất mệt lắm. Ngoại phù chứ mất. Lên nhưng mà đâu có ai làm gì đâu mà tức tối. Đưa bánh đưa kẹo cho ăn cũng đòi đánh nữa. Sao vậy? Bao nhiêu bên đắp rồi nhiều bữa rồi. Ờ, đánh vào nhiều bữa rồi nha. Đánh nhiều bữa rồi. Nhiều đây bảo vào đây này, bảo vào đây. Ừ. Dù lại cơm cho ăn nữa, lại đó tối phạt với hắn này nhiều lại tối phạt bữa. Khi mà ứng cắn cái chị mới chở lại kịp nữa đó. Hắn cứ nói lại bảo vào đây. Ừ. Mới chở lại nó có làm cái đắp rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Có ăn cái nhiều không? Thế nào gì hết? Có ăn cái này không? Đó, hất ra luôn kìa. Khổ ghê. Ừ. Lại cậy lại ý rồi lại cậy cái nấy á. Không lấy cái nớ mà lấy cái nê hả? Cái gì vậy? Thôi, về nha, thôi. Không nói chuyện nữa. Ừ. Làm thích ghê quá à. Ừ. Thôi bye bye nha, về nha. Khổ ghê ha. Em định đang ngủ trong á bà. Ây da. Đình ơi. Đình. Tới 10 lần y chang 10 lần. Ừ. Thấy người ngoài, thấy người lạ là người làm được, muốn người làm sợm đấy cũng được. Trong làng trong xóm cũng vậy hả bà? Người thằng sợm đấy cũng được, không bị cái bệnh chỉ này con. Người đi chứ mà theo khóa học khi họ nói là bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Yeah. Thế là chứ nội chúng ba cũng nghĩ nhiều rồi. Thì về phần lắm thì họ cứ nói nướng vườn thì nói chúng là tài thì bà cũng hoàn cảnh là điều kiện khó khăn thì được chắc bà đấy chứ không đừng về được nhà thờ. Yeah, yeah. Thì cái người ở ngoài ở đặc biệt hoa là vẫn cho nhiều lấy cái đất ở thằng vườn đấy rồi là nhiều mắt một mắm cơm xuống nhà thờ. Yeah. Thì ba mình bực quá rồi, ba mình bực quá rồi nợ rồi thì cậy nợ thì là điền vào trong điện thoại vào trong này cho cái cố nợ rồi. Thôi được rồi, nói chung là con cũng hy vọng. Con cũng hy vọng là cô đó cô tìm hướng để mà giải cho gia đình mình bà ha. Với lại con nói này, mấy cái thuốc bổ đó đó, bà có số điện thoại của con rồi, có cái gì không hiểu á gọi điện cho con nhá. Được rồi.
Dạ. Rồi thì bữa con ba không hiểu thì ba hỏi con ấy. Dạ 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 đúng rồi. Có gì thì cứ điện thoại hỏi con chứ không nhiều khi mình uống tầm bậy tầm bạ đó thì nó lại không có được nữa. Thì ranh khổ rồi đó con đó. Ba thì chứ nội chứ lùn quần ở đây. Nội một mình ba ló ba đứa con nó chuyện cho mà mọi việc ký bàn cực phí ló cả. Con hiểu. Mỗi mình bà bây giờ không biết sau này bà nằm xuống rồi ai chăm lo cho các con. À với con nói này. À chị, cái hộp này này là một ngày một viên nhưng mà chỉ có phụ nữ mới uống thôi nha. Cái này là dành cho quốc men này, là dành cho nữ này nha, chứ không phải nam uống đâu nha. Bà với chị Thức uống được đó. Còn Lĩnh thì chắc là không chịu uống thôi. Không, đó là thuốc bổ. Thuốc uống vào cho nó khỏe đó. Dạ. Ý được mình con này nó ngủ ngoài đó cẩn thận nè. Chứ lứa hai nữa nó. Đúng rồi, chị Thức may còn đỡ để mà chăm lo cho phụ thêm cho bà. Thôi mình đi ra ngoài này chứ bà ha. Dạ, chứ trong này nó nghe mùi quá. Dạ. Dạ. Dạ, mấy là hai chị em là không có ai chịu tắm rửa gì hết. Cứ sờ nước nó chịu tắm rửa chứ. Được cái quân thực đó thấy hẳn nước thiếng. Nước thiếng tắm rửa chứ. Hai đứa cứ ní thì bàn thiều có con lên nọ có thằng trâu đó. Bữa nọ ông cứ đô nọ, bữa nay ông cứ đô nọ chứ. Hân mà cho nhé, mà nói để lại mà thấy thì ông đứa con khi nay đó rồi nên hân đốc rồi ai mà thấy luôn. Thôi vậy thôi bà nhé, rồi là con xin phép con về nhé.